Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và rất lâu rồi mới về một chiếc dòng thương hiệu Gian Touring, dòng gian cao cấp của mẫu Gian Escape SL1. Thì nay em về một chiếc dòng Gian Escape Touring SL1 với tông màu xanh dương. Rất lâu rồi em mới về những dòng Touring Gian Escape SL1 và SL2. Thì nay em về một chiếc cao cấp Gian Escape SL1, một trong những mẫu dòng Touring được rất nhiều các bác quan tâm. Và bây giờ xin mời các bạn đến xem. Vâng, trên cung hình bác đây là cái mẫu Gian Escape SL1, một trong những cái dòng Gian Touring rất là phổ biến dành cho các bác. Và đây là một trong những cái mẫu dòng Touring cao cấp của dòng Escape. Rất nhiều các bác đi xe đạp đường phố Touring thường để ý những cái dòng Gian Escape SL. Thường chia vào phân khúc làm hai loại, một là Escape SL2 và SL1. Thì mẫu của em về là mẫu Escape SL1, khung nhôm alloy XSL. Thì riêng khung nhôm nó biết rồi, là một trong những cái dòng khung nhôm siêu nhẹ của dòng thương hiệu Gian, nhôm alloy XSL đấy nhá, chuyên sản xuất cho những cái dòng model cao cấp của Gian. Và này em về một chiếc màu xanh dương, màu này là cái tông màu đẹp nhất trong cái dòng Gian Escape, rất là hiếm về bên em. Trước đây em về hầu như là cái tông màu đen hoặc là tông màu xanh tím than, thì đây là màu xanh dương, khá là sáng, lớp sơn màu rất đẹp nhé. Gian Escape SL1 đây, lớp số 1 bên trên đây, đó nhìn rõ đấy. Rồi em hỏi em về cái dòng Gian Escape, thì nay em về một chiếc còn rất là mới. Người chủ cũ đi rất là giữ gìn xe, từng phụ kiện chi tiết của xe nguyên bản theo xe, lớp sơn còn rất là sáng và bóng. Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác yêu thích cái dòng mẫu Touring đạp vào thông thường đường phố, những khu chung cư. Sao sẽ bộ dây âm sườn, dây khung âm sườn, cổ phốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe của Gian, còn rất là mới luôn. Xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn xe. Xe trang bị với tay bấm xả Shimano Alivio 9 tầng lip, cụm phanh trước sử dụng cụm phanh dầu chính hãng của Shimano. Phần quang của chiếc xe nó về nguyên bản có đẹp hơn xe. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Alivio, trang bị với phanh đằng sau là cũng sử dụng cụm phanh dầu của Shimano, phanh dầu thủy lực. Rất lâu rồi mới về một chiếc xe dòng Escape SL1 mà tốc độ mới tương đối là cao dòng xe như chiếc xe em đang giới thiệu bác đây. Tổng thể lớp sơn còn rất là đẹp luôn không nhá. Bán tay cao su gốc chính hãng của Gian. Càng chính hãng của Gian, cũng còn cái mã vạch chính hãng của Gian nguyên bản trên keo trên càng xe đây. Sử dụng với vành nhôm chính hãng của Gian, hay được gọi là vành đĩa, kết hợp những dòng xe Touring và road bike. Vành đĩa thì người bác sử dụng trong những dòng xe đua nhá. Nó nguyên bản của xe là nó là thương hiệu của Gian XR2 FX2. Sử dụng lốp Canada, kích thước lốp 700x28C. Tất cả phụ tùng linh phụ kiện trên xe là đều nguyên zin hết của Gian Escape SL1. Cọc yên dẹp đằng sau màu đen đẹp phản quang của sau xe. Nguyên bản theo xe vẫn để nguyên. Yên chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe.
dụng với bộ đùi đĩa của Shimano, 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano, Alivio. Củ đề sau là củ đề Shimano Alivio, trang bị với 9 tầng lip. Đằng sau sử dụng cũng là vành đĩa của Jam, vành FX2. Xe rất là đẹp nhé, mẫu dòng Jam Touring cũng kết, phù hợp cho mọi lứa tuổi dành cho các bác đi. Mẫu bò đủ cao cấp của dòng Touring. Và bây giờ xin mời chúng ta đứng của xe. Vừa chúng ta đứng ở khung xe là xe 47. Mẫu xe ngang là 51, còn xe S nữa nhá. Thể hiện là rõ trên khung xe xe S. Theo các bác cao bằng 1m6 đến 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời nhà chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Chúng ta trang bị 9 tầng lip. Xuống lip. Nó tầm trung vượt mà không nhá. Rất là dễ sử dụng với dòng tay bấm xả của dòng Shimano. Bên phải em là bùi đĩa Shimano, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon xe. Màu xanh dương là cũng là màu em thích nhất trong những dòng xe đạp thể thao. Đi rất là chậm. Xe có độ mới rất là cao. Vâng, em vừa là đánh giá của tổng thể xong chiếc Touring cao cấp Jam Naked SL1. Và xe giá tốt anh em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe nào, nhấn đăng ký rõ lên. Và các bạn trên đường mang.